Nhưng quán giống hơn quán không hay hết. Ok. Hello quý vị, hôm nay Phong Lê đang ở tiệm Unique ở 152 Division. Tiệm này là mới mở được một tháng rồi. Có một người là một người bạn rất là thân của Phong Lê tên là Cindy. Ủa, mở nhà kìa. Người bạn rất là thân của Phong Lê tên là Cindy. Cindy là một người manager của Phong Lê hồi đó là làm ở tiệm và lần đầu tiên là mình Cindy dạy Phong Lê cách bưng phở. Phong có ý tưởng mới làm cái dạng phở. Phong có ý tưởng mới làm phở đặc biệt. Cindy cũng là bạn trong nhóm của Phong Lê. Trong nhóm của mà Tấn Phúc với Phong Lê với Tú Si Đà với Phương này chơi chung rất là vui, nhưng mà mỗi lần mà nguyên một đám mà mười mấy hai chục đứa mà đi chơi đồ chơi á phải có Cindy đi thì cái nhóm này mới đi, tại Cindy giống như là bà chủ hả, mà chủ đầu tàu của nguyên cái nhóm. Tại vì sao? Tại vì Cindy nấu ăn ngon nhất nhóm, tuyệt vời. Mỗi lần Cindy đi đâu là Cindy sẽ chuẩn bị đồ ăn đồ uống rồi đầy đủ hết, là mấy anh em đến là bỏ tiền vô là bắt đầu là chỉ là vậy rồi là biết chắc chắn là hôm đó đồ ăn sẽ ngon, là có tiền có Cindy, có Cindy thì mới đi được. Hôm nay Cindy kêu đến đây quay đi này làm được mấy món cho ăn thử. Thì cái món này đầu tiên là cái món được không, bò lúc lắc. Bò lúc lắc tuyệt vời, hồi nãy là quay cái sơ sơ rồi, bây giờ mình quay cái ăn thiệt. Thích ăn cái đó, tại vì nó... Bò lúc lắc ở bên trong nó vẫn còn... cắt rất là bự, cắt rất là bự, không bị khô. Do là những cái miếng nó được không? Filet mignon. Mềm, gia vị rất ngon. Wow. Nhắc chuyện vui là Cindy nữa. Nó mới đi làm mà là Cindy là người quản lý trong tiệm phở, rồi hả nó làm bảo kê nguyên cái đám đàn em, bảo kê nguyên cái đám hả chạy bạc. Cindy là một người hả là công bằng công lý, mỗi lần có chuyện hả mỗi trận có chuyện là nhảy đến Cindy là năng nói chuyện Cindy. Cindy có rất là xin nghỉ nên cho nghỉ, Cindy gọi năng nghỉ mấy đứa khác vô thế dùng là làm việc nữa. Nói chung là Phong Lê phục vụ mà, Phong Lê đi làm mà phục vụ mà biết cách nào để phục vụ, mà phục vụ hay là hay sao là do xin địa chỉ. Tôi nghĩ là xin không có chỉ anh gọi lời. Nói vô tiệm xin địa bảo đảm, tại Phong Lê xin địa chỉ Phong Lê là vô tiệm những cái món này đi chung cái món này, cái đũa này, khi mà người ta khách người ta hỏi mày cho thêm cái napkin hay cho thêm cái đũa thì là mày đã sai rồi. Nhưng mà mình phải mang ra hết trước tất cả mọi thứ người ta nghĩ là người ta sẽ cần, thì cái đó là phục vụ tốt. Dạ lúc nào cũng hơn phục vụ tiếp đãi nồng hậu, làm sao cho người ta thích, người thương người ta quay lại, dễ cần người ta tiếp nhiều. Tại làm chung với Cindy cái chuyện cái tiệm đó là cho tiền tiếp, cho tiền tiếp là mỗi thằng đã phục vụ đứa nào là tiền tiếp tôi thằng của đứa đó. Cái chỗ đó nổi tiếng cho nên Cindy cũng biết nấu ăn, cũng làm riêng đó. Cindy là sao 200 năm nay chị Cindy hả làm ở tiệm này, qua tiệm này không trong ở được người ta mời ngon nhất cái tiệm này, xong rồi xong được tiệm khác người ta mời về, người ta là làm manager, làm manager cũng 2-3 tiệm đó, sau đó mới ra mở cái tiệm. Wow, lấy những thứ mà ngon nhất ở từng quán bỏ vô cái quán này là quán Unique. Quán tên Unique 122 Division ở Portland, Oregon. Bò là ngon quá thật, gà cánh gà uống đi cà phê sữa đá. Cái món dừa lá dứa, có món dừa lá dứa nha, món dừa lá dứa rất là ngon. Mình đi nãy uống rất thanh đạm, thanh hai cái món gà chiên nước mắm. Gà chiên nước mắm là nước mắm mà chiên gà chiên không là nó gà nó gọi là caramelized chicken đó, chứ không phải là chiên nước mắm bình thường. Chiên nước mắm bình thường là sao? Chiên nước mắm này là cái
cái nước hả, cái nước mắm, nước mắm với đường hả, với này nọ là người ta hả làm cho nó sạch ra trước, xong mới bỏ cái gà chiên lên rưới lên. Ồ, quá tuyệt vời. Coi từng miếng gà, miếng gà nó hả, nó bóng. Chả. Mà chỗ này đặc biệt đó là phở. Đặc biệt là phở không? Chỗ đặc biệt cái món gì cũng ok. Nó unique phở mà. Không lẽ Cali, nhưng mà nếu mà có cái tiệm này Cali rồi sẽ rất là nhiều người đến. Wow. Mới luôn á. Con dài. Gánh nó mở lên nó kìa. Thôi cứ bên nó kìa. Đó, đang nó đi. Thôi đi, thôi thử đi. Hello, check. Rồi, lên nè. Vô. Mình thì không vô hả? Gánh gà. Em gỗ đúng nè. Em sẽ làm em. Ở đây có nhiều món lắm mọi người ơi. Mọi rất nhớ cái món này là cái món gà. Món nhậu cũng có. Món ăn thường cũng có. Gánh gà này mà mình ăn cái cơm mình bá phát. Ăn cơm mà no ăn chiều luôn. Muốn mà... cơm, muốn thì được. Cơm rồi. Nhìn cái cơm bò lóc lắc. Thích thì chiều. Cơm này cơm bò lóc lắc. Đó, xong một vài món bơ gỏi bò tái chanh. Wow. Anh phải bỏ nó vô cái khác rồi anh ăn mới. Em này em thích cái chấm gà chiên bắn. Đó làm tiệm kia có hai người manager. Cindy là cái người hả mà tất cả mọi người sẽ rất là dễ chịu, tại vì dễ chịu mà hả phục vụ rất tốt nên hả biết là mấy đàn em là em thích á. Quên đáp đàn em là cũng ăn cái tình cua chi Cindy chưa? Chưa cua Cindy bây giờ. Phúc cái tình cua chưa? Cindy là bạn Phúc hồi nhỏ lớn mà. Lúc nhỏ là đứa Cindy là người phải chững chạc nhất. Wow. Bò tái chanh, là bò tái chanh đúng không? Mà hay cái là hả? Đúng rồi. Cũng là đó cũng là trước khi làm hả bưng, giống như là hả vô cái tiệm đó là trước khi mà được phục vụ đó là phải đi dắt người trước. Dắt người trước rồi hả? mới học làm được hả? Nửa năm trời mới đi vô ra phục vụ. Thì chỉ dắt khách người vô dễ dắt hơn. Khách phục vụ người ta. Đúng rồi. Dắt mà người dắt là hả? Không được chứ. Bò không? Được chứ. Thì bọn làm chung thì bọn làm chung người ta là không bị chửi. Tại vì có cái bà manager kia. Bà không thích người Việt Nam, tại Việt Nam là hả? Cho tiền ít, tiền bo ít. Mỗi lần đi làm với bả là dắt người Việt Nam hả, ví dụ mà dắt người Việt Nam bả mặc bả hầm bả thích. Còn dắt Cindy là hả, người nào Cindy phục vụ cho nên là cũng rất là tới luôn. Lúc mà bả cho anh nghĩa là thì bả cho anh hồng mấy cái bàn Việt Nam rồi bả thấy mấy cái hồng mấy cái bàn Việt Nam được. Nghĩa là Cindy là một người hả, nó công bằng là hả, cái mưa là niềm nở khách mà. Khách mà đến Cindy là ai cũng hả. Bây giờ nếu quý vị đến tiệm Unique mẹ, bà làm chắc chắn là quý vị hả? Vừa có đồ ăn ngon, vừa có phục vụ tốt. Đây là cái món bún đậu mắm tôm. Nãy mình đi ăn là bánh nữa nè. Wow, cái mắm tôm này ngon. Mắm tôm ngon nhờ mắm đẹp. Chưa mắm đẹp nữa không? Cái này gì ngon không? Cái này chả chiên. Chả chiên. Chả cá. Thôi thôi mọi người. Hồi xưa lần đầu tiên mà chị Năm nấu ra ăn nhiều quá chứ thầy Phong nói em có thể ắt mấy cái này em bỏ vô mình đi á làm nóng làm gì chưa từng bao giờ làm gì
được nó mình cứ là làm vậy á. Bây giờ mới thấy chứng kiến nè, mới chứng kiến được. Nó là củ sắng. Như vậy mà nó sắng. Nó mà ăn gì đó. Mỗi lần người ta làm. Bao ăn gì đó. Cứ phút lên rồi, cứ phút lên nó mới ăn cái củ sắng rồi. Có nè. Cindy đi làm mấy cái tiệm mà cái đồ nào ngon nhất cái tiệm đó, Cindy mở ra đây mà làm. Kêu chị làm nấu để củ sắng vô mình được kỳ lạ. Đậu bò, má em đậu bò nấu gì? Ngon nhất, đẹp nhất. Nhưng mà có củ sắng nó giòn giòn. Đúng rồi. Này như này chả. Chả tôm à? Tôm. Nó giòn vậy sao? Không hiểu tại sao củ sắng nó như đó. Cái này không biết là bỏ không? Cái gì không không? Nó giòn sợ ăn tôm bự cho bác. Có vậy đến nào hay đến tiệm dược viết ở ngay phố Lano này gần ở đường 122 Division á, cái tiệm cà phê Vin Coffee kế bên. Đây là khu Việt Nam không? Không, ở đây đúng cũng gần khu Việt Nam đúng không? Gần khu Việt Nam. Là một sao? Nghe là South East Portland. Nghe là mới được đi mua ở Portland này á. Có tiệm này ngon món này, có tiệm kia ngon món kia. Trên đây nó làm cái ba cái tiệm ngon nhất và mang những món đồ ăn ngon nhất ba cái tiệm nó mang về đây. Không. Tại mấy cái tiệm kia hả Covid mà họ đóng cửa nên mình. Ông chủ lắm bài quá. Trên đây vô tiệm nào đông tiệm đó. Trên này hay nha. Phục vụ. À, mấy bạn có gì các bạn? Đó là những món ăn ở tại tiệm Unique hả? 122 Division, bye bye.